Xin chào tất cả các bạn đã đến với video 28 ngày chia sẻ các kiến thức của Đăng Khi Ba. Trong nội dung ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách, những cái công thức mà từ một huấn luyện viên yoga như tôi, một huấn luyện viên rất là bình thường, chỉ trong thời gian rất ngắn tôi đã được thành tựu như ngày hôm nay. Hiện tại tôi đang là trưởng ban phát triển phong trào cho Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng, trọng tài yoga cấp quốc gia, cũng như là giảng viên các khóa đào tạo. Đồng thời tôi đang quản lý hơn 10 câu lạc bộ cũng như là gần 50 huấn luyện viên yoga. Vậy cái công thức, cái cách gì đó mà tôi đã đạt được ngày hôm nay thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ lại cho bạn. Các bạn sẵn sàng chưa? Cái cách rất đơn giản thôi. Tôi được gói gọn lại trong 6 chữ L. Các bạn nghe 6 chữ L chưa? Các bạn nghe 6 chữ L. Để 6 chữ L này sẽ gắn bó với chúng ta từ khi chúng ta chưa là một huấn luyện viên yoga. Thì để trở thành huấn luyện viên yoga thì các bạn sẽ cần một chữ L đầu tiên. Đó là các bạn phải trở thành học viên. Một học viên tập luyện yoga. Đúng không? Một học viên yoga chính là chữ L đầu tiên, đó chính là chữ luyện. Tuy nhiên chúng ta có sự khác biệt ở chút. Luyện. Nếu bạn xác định mình là một huấn luyện viên yoga thì cái luyện ở đây nó phải khác biệt. Bạn không thể chỉ đến rồi về được không? Mà bạn gần như phải nắm bắt những gì mà giảng viên dạy, quan sát tất cả mọi thứ. Và cái luyện ở đây cũng khác biệt hơn là số thời gian bạn chỉ trong mỗi ngày. Bạn cân đối cho mình 8 tiếng một ngày. Nhiều bạn cũng thắc mắc là tại sao em thì không thể thành công được như ngày hôm nay. Thì nếu bạn rất là khó, nếu như bạn đang làm part-time chẳng hạn, bạn chỉ đầu tư có 2 tiếng thì trong đó có khoảng chưa đầy nửa tiếng hoặc 1 tiếng mà tập luyện thì rất là khó. Thì ở đây mình chủ yếu tâm cái là nếu bạn có thành công thì chắc chắn bạn dành toàn thời gian cho một điều gì đó, và muốn trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp thì chắc chắn bạn dành toàn thời gian cho cái vấn đề yoga. Vậy thì chữ L đầu tiên chính là luyện. Luyện ở đây bao gồm việc luyện tập và trải nghiệm ở các cái thể trạng khác nhau. Bạn có thể không cần dẻo, bạn có thể là có vấn đề sức khỏe thì càng tốt không sao cả. Nếu bạn có cái trải nghiệm về cái cảm giác đấy hơn người khác càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ phải cần tập luyện ở các cái kỹ thuật khác nhau, trồng chuối, bend, tất cả. Tại vì sau này tất cả những trải nghiệm đấy sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình trả lời. Thì cái luyện ở đây, nếu bạn cứ luyện, các bạn luyện một ngày được không ạ? Luyện một lần có được không ạ? Thì cái luyện ở đây luyện liên tục nhiều lần. Các học viên người ta còn tập luyện đều đặn là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, hoặc là họ tập cả tuần. Nghĩa là ít nhất một tuần họ mỗi ngày họ dành ra 1 tiếng. Thì bản thân bạn là huấn luyện viên yoga, bạn muốn hơn học viên chắc chắn bạn phải đầu tư hơn rất nhiều. Thì chữ L tiếp theo chính là liên tục. Bạn phải luyện liên tục. Sự liên tục ở đây nghĩa là cái số thời gian bạn dành cho yoga trong mỗi ngày và cái sự đều đặn. Thường thì các khóa đào tạo sẽ diễn ra trong khoảng thời gian là 3 tháng. Có khóa 500 giờ, có khóa 300 giờ, cũng có thể có khóa là 1000 giờ. Để tuy nhiên cái số giờ đấy là bạn trải ra trong bao lâu, bạn dành mỗi tiếng một ngày hay một ngày bạn 8 tiếng thì sẽ quyết định luôn sự thành công của bạn, rút ngắn quãng thời gian trong công việc của bạn rất nhiều. Đấy. Và chữ L tiếp theo, khi bạn đã có kiến thức, bạn tập luyện rất là kỹ rồi, bạn đã trở thành huấn luyện viên Nga chưa? Chưa đúng không? Thì thông thường các khóa đào tạo thì một số đơn vị, nhất là các đơn vị như là Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng thì có rất nhiều các cơ sở, các phòng tập khác nhau. Thì các bạn tham gia khóa đào tạo như vậy thì các bạn sẽ được đi trợ giảng các phòng tập khác nhau. Thì chữ L tiếp theo mà tôi từng nói đến đó chính là liều. Liều không phải liều mạng nhé. Liều ở đây nghĩa là các bạn phải bứt lên đám đông, phải bứt qua nỗi sợ hãi của mình. Lần đầu tiên của tôi cũng vậy, tôi đi theo các thầy lên hướng dẫn lớp có 2 học viên thì tôi rất là run. Tuy nhiên thì sau ngày hôm đấy gần như là tôi giống như bùng nổ hơn ấy. Tôi nhớ lại tất cả kiến thức nó tốt hơn, và sau ngày hôm sau nữa tôi chỉ mong thầy mình là có việc gì bận đó chẳng hạn để tôi được lên dạy thay. Thì không phải từng phát người ta dạy, các bạn dạy thay cả biết đâu ạ. Thì cái quy trình nhanh nhất hoặc là tốt nhất thì bạn sẽ là đi hỗ trợ, bạn hướng dẫn cho 1 đến 2 học viên, nhất là các học viên mới đi theo trợ giảng ạ. Sau đó khi bạn làm quen rồi thì có thể là các thầy sẽ nhả ra cho bạn dạy nửa tiết chẳng hạn, sau đó từ từ dạy thành 1 tiết. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ dạy ở trải nghiệm các lớp khác nhau, từ các lớp học viên dễ tính hoặc các lớp cơ bản, sau đó mình sẽ dạy các lớp lân cao dần, hoặc một số nơi có nhiều cơ sở vật chất thì bạn sẽ trải nghiệm ở nhiều phòng tập khác nhau. Ví dụ như là phòng này là câu lạc bộ, những các phòng khác đó là các mô hình kiểu fit club hoặc là fitness, đúng không? Thì các phòng tập rất là cao cấp, và thì cái tính cách học viên hay là cái phong cách học viên sẽ khác hẳn, thì bạn sẽ phải trải qua quá trình trợ giảng. Và cái sự điều ở đây tôi nhắc đến là đó là chúng ta phải tự tin và nắm bắt cơ hội, nhưng cơ hội đến với mình thì mình phải sẵn sàng. Ngày hôm nay 20 người, lớp này có thể 20
người, những cái lớp nào đông hơn thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn đấy để nhắm đến cơ hội. Giống như là tôi không thể là đứng trước đám đông cả nghìn người được, lần đầu tiên cũng vậy, điều hành các cái quốc tế yoga điều hành cả nghìn người rất là run, nhưng 1 năm 2 năm đến năm thứ 3 gần như là cứ có đám đông là tôi phi lên, tôi dành cái điều của mình. Thì thông qua các cái sự kiện như vậy thì cái hình ảnh của bạn sẽ tăng lên rất nhanh và cái kinh nghiệm của bạn sẽ lên rất nhanh. Thì ở đây là các 3 chữ ở mình luyện rồi, liên tục rồi và chúng ta cũng rất là tự tin. Tuy nhiên thì các bạn trở thành huấn luyện viên đi được chưa đúng không? Ở trong 3 giai đoạn này gần như là các bạn mới trong quá trình học tập rồi thôi chứ chưa trở thành huấn luyện viên. Để trở thành huấn luyện viên các bạn sẽ phải cần tốt nghiệp, và khi tốt nghiệp rồi các bạn sẽ phải đi làm. Thì chữ L tiếp theo đó là làm. Làm ở đây là bao nhiêu? Làm nghĩa là chúng ta phải chia sẻ kiến thức của mình ra cộng đồng. Làm thì các bạn có thể có điều kiện các bạn mở phòng tập riêng cho mình. Tuy nhiên nếu các bạn không có điều kiện các bạn cứ hay đi dạy các phòng tập khác nhau, hoặc là nhận các hợp đồng PT cá nhân, đội nhóm, các hợp đồng ở các trường học chẳng hạn, chúng ta cứ duy trì. Và thời gian của các bạn làm việc cũng vậy, để trở thành một cái viên ga chuyên nghiệp chúng ta phải làm rất là nhiều. Thì tuy nhiên thì mình thấy rất nhiều bạn cũng đầu tư trong việc là quảng bá các thứ và có rất nhiều hợp đồng. Tuy nhiên thì bạn cũng nên giới hạn và dành cho mình cái năng lượng cho mình, đó là chỉ nên làm việc trong khoảng 8 tiếng một ngày thôi, còn cái thời gian còn lại thì bạn đầu tư để có thể học tập và quay trở lại các bước tiếp theo, thì lúc đấy các bạn trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp được. Chứ nếu bạn cứ làm full, rất nhiều bạn cứ 7-8 tiếng dạy đến tận đêm thì bạn sẽ lụt vào cái việc là bạn đi dạy quá nhiều và bạn không thể cập nhật được các kiến thức mới hoặc là tìm tòi kiến thức mới và có thêm cơ hội mới được, đúng không? Chữ L tiếp theo, 2 chữ L tiếp theo chính là rất là liên quan đến các vấn đề của bạn. Sự thành công của các bạn thuộc thuộc 2 chữ L tiếp theo. Thì mình thấy rất nhiều bạn đã đi dạy yoga rồi, nhưng mà thông qua Facebook hoặc là thông qua các cái mối quan hệ xã hội thì gần như là cũng rất ít thông tin biết đến bạn ấy. Tại vì các bạn cứ chăm chỉ đi dạy và ẩn mình. Thì việc ẩn mình có tốt không ạ? Rất là khó. Một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một huấn luyện viên thành công thì chắc chắn thì nhiều người biết đến. Thì chữ L tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó chính là liên quan. Liên quan là sao? Liên quan nghĩa là bạn, mọi hành vi trong cuộc sống hay mọi công việc của bạn đều liên quan đến yoga. Tôi lấy ví dụ, trong thời gian ban đầu rất ít người biết đến tôi, nhưng mà thông qua một lần tôi đi đám cưới thì tôi phát hiện cái là tại sao mình không thể biểu diễn chương trình yoga đám cưới, yoga trong tiết mục, làm một tiết mục yoga để trong chương trình đám cưới nhỉ? Ngay sau khi đó, sau cái sự kiện đám cưới đấy, tôi và cùng một bạn gái và sau này là trở thành người vợ của tôi đấy, xây dựng thành một tiết mục yoga với cái nội dung hơi nhẹ hơn chút. Thì nếu các bạn có thể thông qua cái YouTube của mình thì có thể tìm thấy cái clip rất là lâu rồi. Thì thời gian ban đầu lúc đầu biểu diễn cũng không được hay đâu. Tuy nhiên trong thời điểm đó thì mọi người rất là lạ, mọi người thấy là ô tại sao có tiết mục yoga trong chương trình đám cưới, và họ tò mò. Và trong một chương trình đám cưới bạn hình dung là có gần 500 khách mời xem tiết mục đấy, thì 500 người sẽ biết đến tôi. Và trong suốt nửa năm chúng tôi cứ tất cả các đám cưới nào đó chúng tôi đều xin phép tặng cho cô dâu chú rể, có thể là họ liên quan đến mình cũng có thể không liên quan. Tôi thông báo cho học viên là ai đó mà mình có chương trình đám cưới thì mình thầy cô tôi sẽ sẵn sàng dành tặng cho gia đình bạn một tiết mục, và họ rất là sẵn lòng. Thì thông qua đó thì chỉ trong vòng 1 năm thì cả thành phố biết đến tôi. Thì các bạn hình dung là các bạn thì tận dụng tất cả mọi cơ hội để làm sao để quảng bá cái hình ảnh của mình, thậm chí kể cả mình đi uống cà phê với bạn bè chẳng hạn, tại sao mình không chia sẻ về công việc của mình, mình không nói rằng mình đã làm gì, mình đã như nào và liệu điều đó có giúp ích được cho họ chẳng hạn. Kể cả trên Facebook của mình cũng thế, mình thấy rất nhiều bạn sử dụng Facebook rất là buồn cười. Mình là một huấn luyện viên, mình là người chia sẻ sức khỏe cộng đồng, nhưng mà trên Facebook thì toàn cái rượu bia chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ giảm giá trị của bạn rất là nhiều. Hoặc là những cái lời nói hoặc cái chia sẻ nó không tích cực trên Facebook chẳng hạn. Bạn đăng cái tiêu cực của xã hội lên Facebook, bạn đăng cái thời than thở của mình chẳng hạn, bạn buồn một chút bạn cũng đưa lên Facebook, thì chắc chắn không ai tin tưởng một cái huấn luyện viên như vậy đâu ạ. Thì bạn sẽ phải học rất nhiều về cách phát triển nhân hiệu của mình. Thì trong nếu có dịp trong các clip tiếp theo tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với các bạn để làm sao mình có thể phát triển được cái nhân hiệu để nhiều người biết đến mình và mọi người tin tưởng mình nhiều hơn. Và chữ L cuối cùng và đặc biệt các bạn quan tâm, các bạn luyện nhiều, luyện này là mình liên tục này, nhiều rồi, làm rồi và các hành vi đều liên quan. Tuy nhiên có một thứ các bạn cần phải để ý, đó chính là hình ảnh bản thân của mình. Thì chữ L tiếp theo đó chính là lung linh. Lung linh ở đây là gì nhỉ? Lung linh ở đây là đẹp. Nếu bạn là huấn luyện viên nữ, đặc biệt các bạn huấn luyện viên nữ chẳng hạn, bạn không có một cái ngoại hình tốt chẳng hạn, hoặc là lắm giờ Việt Nam như tôi không được cao đâu, thì ít nhất tôi phải chuốt được cái tóc hoặc là chỉnh chu cái trang phục cho mình để khi mình bước vào lớp học
nó cảm thấy nó năng lượng nhiều hơn. Các học viên cảm thấy một cái hình ảnh mà mọi người có thể là đặt điểm tựa vào chẳng hạn, thì với các bạn nữ, bạn có thể trang điểm qua thêm một chút hoặc là đầu tư cho mình những trang phục để làm sao mà cho mình nổi bật trong lớp học của mình. Đấy là về trang phục ngoại hình. Nếu bạn là một huấn luyện viên mà bạn nói là bạn có thể giúp người khác giảm cân, giúp người khác đẹp lên, nhưng bản thân bạn không đẹp, bản thân bạn lại vẫn có một thân hình nó rất là to chẳng hạn, thì rất là khó để mọi người tin tưởng bạn. Thì bạn gần như là một cái kết quả của yoga, bạn phải làm cho mình thật tốt, thật đẹp, thật lung linh. Thì đấy là về mặt thể chất. Còn về mặt tinh thần thì sao ạ? Là một huấn luyện viên yoga, chúng ta là một người phải siêu tích cực, không phải tích cực đoạn mà phải siêu tích cực. Nên bạn nhìn mọi thứ trong cuộc sống một cách tích cực nhiều hơn, thì đấy là cách luyện tập. Bạn có thể có buồn phiền vấn đề gia đình hoặc là tình yêu chẳng hạn, nhưng khi bạn bước vào lớp học, bạn phải xua tan điều đấy đi. Bạn phải là người tích cực, là điểm tựa cho học viên. Học viên có thể than thở nhưng bạn không thể than thở được. Nhiều hôm tôi đến lớp cũng hơi mệt chẳng hạn, nhất là các ca cuối trong ngày chẳng hạn, thì tôi bước vào nhà vệ sinh và tôi tự rửa mặt và tự động viên mình trong gương, hít một hơi thật sâu, rồi tôi bước vào lớp với một tinh thần, một năng lượng. Thì đấy là yếu tố mà các bạn cực kỳ phải quan trọng. Thì hai yếu tố này quyết định sự thành công của bạn rất là nhiều. Đó là làm những thứ mà liên quan đến công việc của mình, và bản thân mình phải trở nên lung linh hơn rất là nhiều. Thì đây là 6 chữ L, 6 cái cách, các bước mà tôi đã áp dụng trong những năm qua để có được kết quả ngày hôm nay. Thì tôi mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn, đặc biệt những các bạn huấn luyện viên chuẩn bị lựa chọn yoga làm một công việc của mình, hoặc là chuẩn bị lựa chọn các khóa huấn luyện viên để bắt đầu vào cái công việc liên quan đến chăm sóc sức